Ở trận bán kết lượt đi, đội tuyển Việt Nam đã gặp nhiều khó khăn và phải nhận thất bại 0-2 trước đội tuyển Thái Lan. Bên cạnh những sai lầm cá nhân, những quyết định gây tranh cãi của trọng tài cũng khiến cho những chiến binh sao vàng để thua trước đại kình địch. Việc để Thái Lan dẫn trước 2 bàn ở trận đấu lượt đi khiến cho cơ hội đi tiếp của đội tuyển Việt Nam bị thu hẹp hơn. Tuy nhiên, chia sẻ trong buổi họp báo trước trận, huấn luyện viên Park Hang-seo khẳng định chúng ta cũng biết trận lượt đi Việt Nam thua 0-2 trước Thái Lan. Đây là một tỷ số khó để săn lấp, tuy nhiên tôi đã yêu cầu các cầu thủ thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của mình trên sân, phát huy hết khả năng ở các vị trí. Việt Nam cần nhập cuộc bình tĩnh và tự tin, tránh nôn nóng. Bên cạnh đó, vị thuyền trưởng của đội tuyển Việt Nam cũng không quên trách móc trọng tài chính người Qatar. Tối hôm đó tôi đã xem lại nhiều lần video và tôi không thể ngủ được. Người dân Việt Nam có lẽ cũng vậy, họ đã buồn và phải uất đến mức độ nào. Nếu anh ta xem lại trận đấu chắc chắn sẽ phải suy nghĩ. Khi được đặt câu hỏi về việc thay đổi lối chơi để gây bất ngờ cho đội tuyển Thái Lan ở trận đấu lượt về, vị chiến lược gia người Hàn Quốc cũng khẳng định rằng sẽ trả lời câu hỏi này khi kết thúc trận đấu. Ở trận bán kết lượt về, đội tuyển Việt Nam không có sự phục vụ của Duy Mạnh do chấn thương gặp phải ở trận lượt đi. Đây là tổn thất không nhỏ với đoàn quân của huấn luyện viên Park Hang-seo.